Thưa quý vị, trong những ngày qua thì cả nước hướng về các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ. Và với tinh thần tương thân tương ái, người dân tỉnh Đồng Nai đã và đang cùng chung tay đóng góp hỗ trợ người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, tính đến 17 giờ chiều ngày 18 tháng 9 thì thông qua hình thức chuyển khoản và ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 2.900 tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh với số tiền là hơn 41 tỷ đồng. Và thưa quý vị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh cùng hưởng ứng đợt vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc sớm khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra. Chia sẻ mất mát của bà con vùng bão lũ, hưởng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Khánh, anh Trần Hồng Kiệt, chủ quán phở này đã quyết định dành toàn bộ doanh thu bán hàng trong ngày 18 tháng 9 để ủng hộ người dân vùng lũ. Cụ thể, khách đến quán ăn thay vì trả tiền cho chủ quán thì thực khách được nhân viên quán hướng dẫn chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Long Khánh. Việc làm của quán đã gây bất ngờ, xen lẫn cảm phục tấm lòng của chủ quán đối với đồng bào vùng bão lũ. Chú thấy cái việc làm này là rất nhân văn, đúng không? Bởi vì là đồng bào miền Bắc đã bị thiên tai, cho nên là bị thiệt hại rất nặng nề, đúng không? Mình là người dân với nhau, đúng không? Người Việt với nhau, mỗi đội ra vào với nhau, mình thương nhau. Và mình chia sẻ đồng bào một phần nào đó để cho đồng bào đỡ phải gian khổ. Theo dõi trên báo đài thì cũng thấy tình trạng ngoài miền Bắc thì thiên tai lũ lụt thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân, nên quán mới có ý tưởng như thế này để giúp đỡ được một phần nhỏ nhỏ nào cho đồng bào miền Bắc thôi. Qua cái hành động nhỏ nhỏ này của quán, có hy vọng người dân miền Bắc có thể nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống. Hưởng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố những ngày qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, học sinh và nhân dân thành phố Long Khánh đã và đang dành nhiều tình cảm thân thương đến đồng bào miền Bắc bằng việc làm thiết thực. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ủng hộ ít nhất một ngày lương. Bên cạnh đó, rất nhiều tổ chức cá nhân bằng tấm lòng yêu thương chân thành đã nhiệt tình ủng hộ tiền, hàng hóa, nhiều yếu phẩm với cùng chung mong muốn người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Là qua 8 ngày phát động thì đã có trên 610 cá nhân và tổ chức chuyển khoản cũng như là gửi tiền mặt vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Khánh. Thì đến thời điểm 16 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2024, số tiền ủng hộ nhân dân khắc phục cơn bão số 3 gây ra của trên địa bàn thành phố Long Khánh đã quyên góp được trên 1,8 tỷ đồng. Những tổn thất về người và tài sản do thiên tai bão lũ gây ra cho các tỉnh vùng miền Bắc khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Không chỉ ủng hộ tiền bạc, vật dụng, nhu yếu phẩm, đó còn là tình cảm của người dân Đồng Nai, mong bà con vững tin vượt qua khó khăn.